mình nói luôn là mình không bao giờ hát nhép, không bao giờ hát nhép, và thậm chí là mấy em không biết hát nhép luôn. Trước đây thì là Maya là người đẹp đi hát, nhưng mà bản thân Maya luôn luôn ý thức được rằng là gì, mình có lợi thế là mình có sắc vóc, mình có cái hình thức thì mình làm cái việc đấy nó sẽ dễ hơn. Nhưng cộng thêm là mình cũng có giọng hát, tuy rằng là mình không phải là xuất chúng hay là quá hay hay là quá giỏi, đúng không, mình không phải như vậy, mình cũng chỉ thực sự là một ca sĩ từ chuyển nghề từ người mẫu sang đi hát. Nhưng mà mình không có, mình hoàn toàn có ý thức nha. Trong cái thời gian mà mình vẫn còn đang đi diễn thời trang ấy, thì mình đã dành ra 3 năm để mình đi học thanh nhạc. Và mình dùng hoàn toàn toàn bộ cái tiền mà mình đi diễn thời trang để mình lấy đấy làm cái tiền học cho cái bộ môn mới này. Và sau khi mà mình học 3 năm xong thì mình bắt đầu đã liên hệ để mình đi hát. Và mình nói luôn là mình không bao giờ hát nhép, không bao giờ hát nhép, và thậm chí là mẹ không biết hát nhép luôn. Thì cứ tuần này mình hát chưa được hay lắm, mình về mình nhớ lại. Và tuần sau mình đã làm được ở những cái chỗ xử lý đó. Và hoàn toàn là dần dần ấy, những cái sự mà mình va vấp, mình đi hát như vậy ấy, đấy chính là cái môi trường để đào tạo mình nhanh nhất, để cho mình có một cái bản lĩnh sân khấu, và cũng cho mình một cái tôi luyện cho mình cái giọng hát cũng như là cái sự xử lý trên sân khấu. Thì Maya cũng chỉ mong rằng tất cả những cái bạn mà các bạn mà muốn đi hát ấy, thì chúng ta không ai đánh thuế giấc mơ của chúng ta cả, ước mơ của chúng ta cả, nhưng mà chúng ta cũng hãy nên là phải đầu tư cho cái việc mà mình yêu thích và mình ước mơ, thì cái ước mơ đấy mới biến nó thành một cái ước mơ thật sự, và để dẫn đến cho các bạn đến một cái con đường thành công nhất định. Và từ cái nhất định đó thì các bạn sẽ tiếp tục và đến được cái con đường thành công mà các bạn thực sự là mong muốn, và nó thực sự là ở một cái đỉnh chóp của các bạn thôi nha, của các bạn. Bởi vì không có một cái sự một cái đỉnh điểm nào mà giống nhau cả. Mình ở đây thì mình sẽ cố gắng lên đến đây. Còn dĩ nhiên có những người nghệ sĩ, những người anh chị khác họ hơn mình rất nhiều, đúng không ạ? Và họ ở trên này. Nhưng mình ở tới đây, mình hãy cố gắng tới đây đi. Đó. Và từ đây rồi thì mình có thể sẽ còn lên hơn được nữa. Thì đấy là cái điều mà Maya khuyên tất cả các bạn. Thì chúng ta đừng nên lạm dụng những cái công nghệ bây giờ nó quá dễ dàng, để hay cái công cụ để đi hát nó quá dễ dàng như vậy. Bởi vì thật sự mà nói, khán giả bây giờ họ nghe nhạc không giống như ngày xưa nữa. Họ rất là có tai nghe, họ rất là có gu âm nhạc, thành thực ra là họ đòi hỏi tất cả những cái sản phẩm chất lượng và có học và tinh tế và phải trung thực. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.